Hello, xin chào mừng các bạn. Chào mừng quay trở lại với IELTS vocab và cô là bình minh giáo viên đến từ IELTS fighter. Ok, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là health nghĩa là sức khỏe. Now, let's jump into the first word. Keep fit nghĩa là giữ cho cơ thể cân đối. Alright, for example. I go for a jog every morning to keep fit. And what about you? What do you do to keep fit? Okay. Now chúng ta có một cụm từ cũng sẽ mang một cái ý nghĩa gần giống đó là keep healthy nghĩa là giữ sức khỏe. Alright. Now repeat after me. Keep fit. Keep healthy. Very good. Let's move on. Now. Từ tiếp theo, các bạn nhìn thấy một cái hình ảnh à, của một cái sân tennis đúng không? Vậy thì những cái cơ sở vật chất thể thao chúng ta sẽ có một cái từ đó là sport amenity. OK, số nhiều chúng ta sẽ đọc là sport amenities. Alright, everyone, sport amenities. Very good. Now, the community park has various sports amenities. Tennis court, a basketball court and a soccer field. Công viên cộng đồng có rất nhiều những cái tiện nghi thể thao, à, bao gồm những cái sân tennis, sân bóng rổ và sân bóng đá. Alright, now let's look at an example. The community park has various sport amenities. Tennis court, a basketball court and a soccer field. Công viên cộng đồng có nhiều tiện nghi thể thao, gồm sân tennis, sân bóng rổ và sân bóng đá. Ok, nào Từ tiếp theo chúng ta có là Những vấn đề về sức khỏe Vấn đề chúng ta có từ Problem Và sức khỏe thì Health, right? So we have health problems Very good Now again everyone Health problems Smoking cigarettes can lead to health problems such as lung cancer and heart disease. À, hút thuốc lá có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe như là ung um thư phổi và bệnh tim ok now let's look at some collocation chúng ta có những tính từ đi chung với health problems như là common health problem à, vấn đề sức khỏe phổ biến severe severe health problem vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và từ cuối cùng là chronic chronic health problem vấn đề sức khỏe mãn tính ok và bên cạnh đó còn có những từ vựng đi chung với health problems như là have a health problem face face a health problem face ở đây không phải là mặt mà là đối mặt ok đối mặt với một vấn đề sức khỏe face a health problem treat a health problem à, gọi là Uh, điều trị một vấn đề sức khỏe, address a health problem, xử lý một vấn đề sức khỏe và prevent a health problem, ngăn chặn một vấn đề sức khỏe. OK, vậy thì các bạn hãy áp dụng những cái từ vựng, những cụm collocation này để đặt cho mình một câu với health problem nhé. Alright, let's move on. Now, we have. Từ này là gì các bạn hãy thử đọc theo phiên âm cho cô nha. Alright, oh, nice try It is sedentary lifestyle Okay, sedentary lifestyle là một cái lối sống thụ động Okay, nhìn hình ảnh ở đây thì các bạn cũng thấy ha Người đàn ông này đang ngồi ăn bim bim và bày bừa rất là nhiều xung quanh Và anh ấy có một cái bụng rất là to Thì là do anh ấy lười vận động đó Okay, now let's look at an example Many office workers lead sedentary lifestyle which can increase the risk of obesity. Nhiều nhân viên văn phòng à, có một cái lối sống thụ động, điều này làm tăng lên nguy cơ của bệnh béo phì. Ok, vậy thì có một lối sống thụ động chúng ta sẽ có thể dùng cụm từ lead a sedentary lifestyle. Like this. Okay, everyone. Tiếp theo chúng ta có một collocation à, uh, mà mang cái ý nghĩa ngược lại đó là active lifestyle or physically active lifestyle uh, nghĩa là một cái lối sống thích vận động. Alright, có thể thêm vào physically active lifestyle nghĩa là một cái lối sống thích vận động thể chất. Alright, now từ thứ năm chúng ta có là có một chế độ ăn lành mạnh. Alright, các bạn hãy thử đọc theo phiên âm cho cô nhé. đúng rồi đó là Have a healthy diet. Okay, everyone, repeat after me. Have a healthy diet. Very good. Now, including fruits, vegetables, and whole grains in your meals is a great way to have a healthy diet. bao gồm những trái cây, rau xanh, và ngũ cốc nguyên cám vào trong bữa ăn của bạn uh, sẽ là một cái cách để có một chế độ ăn lành mạnh vậy thì các bạn hãy nhớ nha diet không phải là ăn để giảm cân mà là diet nghĩa là chế độ ăn và có thể có healthy hoặc là unhealthy diet ok now chúng ta có collocation những cái động từ đi với healthy diet for example maintain a healthy diet duy trì một chế độ ăn lành mạnh. Or stick to a healthy diet cũng có nghĩa tương tự. Alright, vậy thì các bạn hãy thử đặt câu để trả lời cho câu hỏi này nhé. How would you describe your diet? Healthy or unhealthy? How would you describe your diet? Healthy or unhealthy? Rồi, trả lời xong thì hãy thử comment cho cô bên dưới nhé. Từ tiếp theo cô có là wellness, nghĩa là sức khỏe. Alright, chắc hẳn các bạn cũng biết health là sức khỏe rồi. Nhưng mà chúng ta còn có một từ đó là wellness nữa. Rồi hãy đọc theo cô nhé. Wellness. Very good. For example, she prioritizes her wellness by engaging in regular exercise. Cô ấy ưu tiên sức khỏe của mình bằng cách tham gia vào hoạt động thể thao thường xuyên ok, now chúng ta có một cái từ cũng tương tự nhưng là well-being vậy thì điểm khác nhau giữa wellness và well-being là gì à, wellness là một cái sức khỏe về mặt thể chất của chúng ta ok còn well-being không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần nữa vậy thì nó sẽ bao gồm rất nhiều những khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta như là à, ăn uống ngủ nghỉ học hành sự nghiệp rồi thì chuyện tình cảm vân vân à, Tất cả đều được gói gọn trong well being Nghĩa là sự thịnh vượng Ok everyone Tiếp theo chúng ta hãy nhìn vào những cái hình ảnh dưới đây Và cho cô biết à, Chúng nó có cái điểm chung gì Rồi là thức ăn đúng không Food yes Và nó bổ dưỡng cho chúng ta Vậy thì cái từ chất dinh dưỡng chúng ta có là Nutrition Very good Alright everyone, repeat after me. Nutrition. Okay, for example. Proper nutrition is essential for maintaining a balanced diet and supporting optimal health. Dinh dưỡng đúng cách là cần thiết để duy trì một chế độ ăn cân bằng và hỗ trợ cho một cái sức khỏe tối ưu. Okay. Vậy thì bên cạnh nutrition chúng ta còn có những collocation như là nutrition facts. À, chắc hẳn các bạn cũng từng bắt gặp cái dòng chữ này ở trên những cái bao bì của sản phẩm mình mua trong siêu thị thì mình sẽ thấy ha. Thì từ này nghĩa là à, cái bản dinh dưỡng. Alright. Và tính từ của nutrition thì chúng ta sẽ có từ nutritious. Very good. Nutritious. For example, nutritious meal. Một bữa ăn dinh dưỡng. Rồi, từ thứ 8 các bạn hãy nhìn vào hành động ở đây và cho cô biết đó là Wash your hands. Very good. Vậy thì wash your hands là để giữ vệ sinh. Ok, vậy thì từ vệ sinh trong tiếng Anh chúng ta sẽ có là hygiene. Ok, everyone. Đọc là hygiene nhé. Now, again. Hygiene. Alright. For example, Good hygiene habits such as regular hand washing help minimize the risk of infections. À, những cái thói quen giữ vệ sinh tốt như là rửa tay thường xuyên sẽ giúp làm giảm cái bệnh truyền nhiễm. Vậy thì hygiene bao gồm những hành động gì? Chúng ta hãy cùng nhìn xem những cụm từ cô có ở đây nhé. We have keep your nails clean and trimmed nghĩa là giữ cho móng tay được sạch sẽ và gọn gàng. Shower daily, tắm mỗi ngày. Hoặc là brush your teeth twice a day, đánh răng hai lần một ngày. Ok, từ vựng cuối cùng chúng ta có trong ngày hôm nay. What are they doing? Yes, exercise. Nghĩa là tập thể dục. Now everyone, repeat after me. Exercise. Very good. Alright. Đối với từ này thì chúng ta sẽ có hai nghĩa. Từ đầu nghĩa đầu tiên sẽ là tập thể dục uncountable và bài tập thể dục thì là countable. Hãy thử nhìn xem ví dụ với từ đầu tiên nhé. Cô có There are many health problems resulting from a lack of physical exercise. Có rất nhiều vấn đề sức khỏe là nguyên nhân của việc thiếu tập thể dục. Ok, vậy thì exercise ở đây là tập thể dục không đếm được, All right và không đếm được thì chúng ta sẽ không thể thêm s vào cuối từ đó. Ok đối với ví dụ thứ hai, remember to do your stretching exercises every day. Hãy nhớ làm bài tập giãn cơ của bạn mỗi ngày nhé. All right vậy thì exercises đếm được sẽ là động tác tập thể dục hoặc là bài tập thể dục. right. Thank you everyone for coming here today. À, và đó là tất cả các từ mà chúng ta có trong health ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy series này hay thì hãy like và subscribe cho channel iOS Fighter nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của IELTS Vocab. Goodbye. IELTS Fighter vì một triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.